à, nhà xuống nè. Rồi các bạn hãy đến tôm tắm Vinh nha. Và có những cái món đồ ăn là rất sạch sẽ. Đây, cụ thể là chả này, nước này, ớt xin này ớt cay lắm các bạn. Cái bé này mới tuyển ở Thái Lan mới về đó. Hả? Cái này là nhà nghỉ 89, còn cái kia kênh kia nó sập rồi. Đây tôm tắm. Rồi anh này anh nướng rất ngon. Anh cười ra là có duyên đó. Rồi cơm tấm Bin mời các bạn nha. Buổi tối rồi ăn rất mát mẻ. Đây là đại lộ Lê Dũng nè các bạn. Đại lộ Lê Dũng. Các bạn thân cận đến tôm tắm, các bạn hãy đến tôm tắm Bin nha.